Xin chào bà con. Dạo này ở nhà nhiều cho nên là dỗi việc, tôi mới mang cái máy tính bảng khá là cũ này ra để mà chơi. Cái máy tính này thì nó là cái máy tính Nexus phiên bản 7 inch ra đời từ năm 2012, cho nên đến bây giờ là nó cũng được khoảng độ 7-8 tuổi rồi. Nó rất là cũ, nó cũ đến mức độ mà các cái phần mềm mới bây giờ cài vào là nó chậm, nó không thể chạy được. Với tôi thì nó còn một cái vấn đề nữa, đấy là cái máy tính này nó bị vỡ cái màn hình. Các bác có thể nhìn thấy cái viền ở đây. Khi nó vỡ cái màn hình như này thì cái máy tính này nó bị liệt cảm ứng mất một góc. Nhưng cái phần còn lại thì cảm ứng của nó cũng không ổn định, lúc thì nó bình thường, lúc thì nó lại giật loạn lên. Cho nên là nó càng trở nên tệ hơn. Thế cho nên là lâu lắm rồi tôi không có dùng cái máy tính này. Nhưng mà đợt vừa rồi nghỉ dài quá cho nên là tôi mới mang cái máy tính ra tôi chọc ngoáy một lúc. Thế thì hôm nay tôi mới giới thiệu các bác là cái phiên bản sửa đổi của cái máy tính Nexus 2012. Thì thực ra cái này không có sửa đổi gì nhiều. Thì tôi chỉ có tháo cái máy tính này ra và tôi rút cái dây mà nó liên quan đến cái phần cảm ứng của cái màn hình cảm ứng này ra, cho nên bây giờ cái màn hình này nó hoàn toàn không thể cảm ứng được nữa. Thế thì nó không cảm ứng được thì dùng thế nào? Thế thì cái máy tính Nexus này nó có một cái điểm hay ho, đấy là nó hỗ trợ với chức năng tên là USB OTG hay là OTG USB. Thế cái OTG đấy thì có thể cắm ở đâu thì nó có một cái cổng sạc ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là nó có một cái cổng sạc dùng micro USB ở chỗ này. Thế và cái cổng OTG thì nó cũng cắm ở đây luôn. Thế thì tôi có chế lại cái cáp OTG để tôi có thể cắm nó vào đây. Thì sau khi cắm cái cáp OTG thì tôi làm được cái gì? Thì sau khi cắm cáp OTG xong thì tôi có thể cắm một cái đầu con chuột vào đây. À, đây là con chuột không dây Rapo của tôi cắm vào đây. Ngoài ra thì tôi cắm một cái thẻ nhớ. À xin lỗi các bác, không phải thẻ nhớ, một cái USB stick, tức là cái bộ nhớ mà nó cắn qua cổng USB ở đây. Ngoài ra thì tôi có một cái dây này dùng để cấp nguồn cho cái máy tính này luôn. Cái máy tính này nó có một cái hay ho nữa là ngoài cái chân micro USB nó còn một cái cổng ở dưới này để cấp nguồn. Và tôi có thể trong nữa thì tôi có thể gắn thêm cái bàn phím ở cái cổng USB thứ tư trên cái USB hub này. Thế bây giờ tôi sẽ demo cho các bác xem là khi mà gắn chuột với gắn các cái thiết bị khác vào thì trông nó sẽ như thế nào. Đấy, thì đầu tiên là bởi vì tôi muốn gắn nhiều thiết bị cho nên là tôi sẽ chế cái cáp USB này để nó nhận một cái nguồn ngoài. Thế bây giờ đầu tiên là tôi phải cắm cái này vào cái nguồn ngoài. Thì các bạn thấy là khi mà cắm vào cái thì nó lại lên cái trạng thái là đang sạc luôn, rất là hay. Thế bây giờ tôi sẽ cắm cái dây OTG vào đây. Cắm xong thì còn cái máy tính này nó sẽ bắt đầu nhận chuột và nhận cái thẻ nhớ. Bây giờ tôi sẽ để cái máy tính xuống đây. Đó thì tiên là tôi sẽ bật màn hình nó lên, bật con chuột này lên. Các bác thấy là hiện tại trên màn hình tôi có con chuột đây rồi, nó đang chạy ở cái vùng trắng trắng này. Tôi sẽ vào đây, thế là unlock được cái máy tính, tôi không có đặt mật khẩu gì cả. Tôi sẽ zoom một chút vào cái gần cái máy tính hơn. Tiếp theo là tôi sẽ bật wifi chẳng hạn. Tất nhiên là cái máy tính này như tôi nói với các bác đấy là nó quá cũ rồi, nên là các cái phần mềm của nó tôi đều xóa đi hết rồi, chỉ giữ lại một vài phần mềm cơ bản thôi. Thì ở đây tôi sẽ mở cái phần mềm quản lý file ra. Thì đây là cái phần mềm ES Explorer. Thế thì cái này nó sẽ giúp cho tôi là duyệt các cái file trên cái máy tính này. Thế thì vì lúc ấy tôi nói với các bác là tôi có cắm một cái USB stick vào, thì cái USB stick đấy thì nó sẽ nằm ở cái chỗ này và tôi có rất là nhiều file, chủ yếu là các file video ca nhạc thôi. Ngoài ra thì tất nhiên tôi có thể có các cái bộ phim. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ thoát cái này ra và tôi mở một cái ứng dụng chuyên xem các cái clip có tên là BS Player. Thế sau đó thì tôi sẽ
duyệt nó đến cái USB. Đấy, và tôi sẽ có các cái tệp của mình ở đây. Ví dụ như tôi muốn nghe tí nhạc hip hop thì tôi ấn vào đây. Cái mục này nó khá nhiều file và bài của Alicia đi. Đấy. Và các bạn thấy là bây giờ thì cái máy tính này của tôi có thể xem clip được. Nó các cái phần mềm nó rất là chậm nhưng mà những cái tác vụ xem này thì nó lại vẫn ok. Tôi có thể tăng cái volume nó lên một chút, tăng cái độ sáng màn hình lên một chút. Đấy. Ngoài cái việc mà dùng chuột ra thì các bác có thể dùng cả bàn phím nữa. Thì ở đây tôi sẽ zoom xa ra một tí để tôi gắn cái bàn phím vào. Tôi có một cái bàn phím và tôi sẽ gắn một đầu của nó vào đây. Đầu còn lại thì tôi sẽ gắn vào cái bàn phím ở cái chỗ. Bây giờ thì máy tính của tôi nó có cả bàn phím ở đây. Tuy nhiên là cái máy tính này thì nó có thể là không cài nhiều phần mềm cho nên là các bác sẽ không thấy được cái hữu dụng của cái bàn phím. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cài các cái phần mềm như là soạn thảo văn bản hay là nhắn tin hay là soạn email thì cái bàn phím này có thể là có tác dụng rất là tốt. Thế thì ở đây thì mình có thể demo thêm cái chức năng của cái bàn phím này thông qua cái ứng dụng file này chẳng hạn. Trong cái file này thì nó có thể có mục search, không biết nó có không. Đây là có mục search đây, thì để nhập vào cái ô search này thì mình hoàn toàn có thể dùng bàn phím. Ví dụ tôi tìm cái chữ hip hop chẳng hạn, và các bạn thấy tôi đánh những hip này là nó ra. Hoặc ví dụ tôi đánh Maroon 5 chẳng hạn, mà đây, các bạn sẽ thấy Maroon 5, Girl Like You ngay đây. Và sản phẩm thì nó rất cũ rồi mà tôi chỉ có tái sử dụng nó để nghe nhạc và xem clip thôi. Thế còn tất nhiên là cái USB này thì cái cổng micro USB này thì nó không phải là chỉ dành cho một cái máy tính bảng Nexus này, mà rất nhiều các cái thế hệ máy tính bảng về sau này nó đều có, hoặc là điện thoại về sau này nó đều có cái chức năng này cả. Vậy cho nên nếu mà chẳng may mà màn hình của các bác mà gặp vấn đề, các bác không có sử dụng chức năng cảm ứng được nữa, thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng cái cáp USB OTG để các bác cắm chuột hoặc cắm bàn phím vào. Sau khi cắm được chuột với bàn phím xong thì các bác có thể tiến hành copy dữ liệu hoặc là backup các cái ảnh video trước khi mà mang cái điện thoại đi sửa, hoặc là thêm một số cái thiết lập online để cho nó đồng bộ dữ liệu online gì đấy. Ví dụ như ở đây thì tôi bật tắt được wifi, tôi có thể kết nối các mạng wifi, sau đó thì đồng bộ hết dữ liệu lên, và sau đó thì các bác xóa dữ liệu trong máy đi trước khi mang đi sửa, hoặc là thậm chí nó hỏng quá thì các bác vứt cái máy đi. Và trước khi đó thì các bác đã backup được dữ liệu rồi, và khi mà cái máy tính nó cũ quá như máy của tôi thì các bác có thể dùng nó vào một cái mục đích nào đấy. Ví dụ như tôi thì chuyên dùng nghe nhạc cũng được thì cũng được, còn nếu không thì các bác nhiều tiền các bác vứt hẳn đi thì cũng không sao. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.